Hello, hello. Rất là vui được gặp lại các bạn trong cái video ngày hôm nay. Hôm nay mình tiếp tục mình chia sẻ cho mọi người một chút xíu về cái dòng đai châu rừng lá mít mà mình thuần 3 năm nhé cho các bạn. Để các bạn trưng Tết với những ai mà không có nhiều điều kiện hoặc là không có thời gian mà để thuần một cái giò đai châu mất 2 3 năm đấy thì chúng ta có thể sưu tầm ở bên mình về chúng ta trưng Tết thì rất là tuyệt vời. Hàng mình đã thuần cây rất là khỏe mạnh. Các bạn chỉ việc về treo lên và sáng tưới thật là đẫm để cho các em đấy được khỏe mạnh nhé. Thì hôm nay trước mặt chỉ có một vài giò dòng đai châu này thôi. Tất cả những cái giò này là các em đã có ngồng để chơi Tết các bạn nhé. Tất cả là mình xin nhắc lại là tất cả hàng này là đã có bông để chúng ta để chơi Tết. Và cây nào cũng vậy là có hai cái ngồng trở lên và có bốn cặp lá. Bốn cặp lá và hai ngồng nhé. Bây giờ chúng ta có thể test thử một em ha. Ví dụ như là em này đi. Em này là có hai cái ngồng này, các bạn thấy không này, một ngồng này, hai ngồng này, đó, hai ngồng đó. Đây là những giò để chúng ta chơi Tết nha, mình xin nhắc lại nha. Một cặp lá, hai cặp lá, ba cặp lá, bốn cặp lá và năm cặp lá. Nhưng mà thường thường mình chỉ chia sẻ rằng là có bốn cặp lá trở lên và có hai cái ngồng. Phân thì mình đã gắn sẵn cho các bạn ở trên đây rồi, về các bạn chỉ việc tưới nước thôi, không cần thay phân nữa. 2-3 tháng sau thì các bạn sẽ thay cho mình cái này nhé. Rồi, rất là đơn giản. Các bạn xem bản lá này, rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ đo từng thông số một nhé. Bởi vì tất cả các em này là đều đều giống nhau mà thôi, chứ không có hơn nhau bao nhiêu cả. Bên mình thì mình chia sẻ như thế nào, thì mình bán hàng như vậy, không có cái hàng khác để bán cho các bạn nhé. Các bạn cứ yên tâm. Ví dụ như là em này, mình đo thông số này, bản lá rộng bao nhiêu đây? 5 cm này. Độ rộng của em này là hơn 20 cm này. Đó. Hai mấy đây? À, hơn 20 cm này này. Đó, cây rất là đẹp. Dễ này, khỏe mạnh. Rất là đẹp. Thì một giò này mình xin báo giá là bên mình bán là 350 một giò nhé, chưa bao gồm tiền ship và mình sẽ ship toàn quốc. Mình xin nhắc lại đây là hàng rừng lá mít hai bông và năm cặp à bốn cặp lá trở lên. Bây giờ chúng ta thử xem một vài em xem nó ra làm sao ha. Ví dụ em này đi, đây này, mình rất là thích những cái giò mà ghép vào gỗ như này, bởi vì khi chúng ta mà treo lên ấy, nhìn nó rất là thân thiện, cảm giác giống như là mình bước vào trong rừng mà gặp những cái miếng gỗ này này, chứ không có trồng trong chậu. Chậu thì mình cũng thích nhưng mà chậu thì thường thường nó rất là nặng dàn và vận chuyển rất là khó khăn. Đây các bạn thấy này, một ngồng này, hai ngồng này. Các bạn chỉ cần sưu tầm khoảng độ một vài giò này thôi, các bạn treo ở cái góc vườn thì nó có mùi hương thơm rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Một cặp lá, hai cặp lá, ba cặp lá, bốn cặp lá và năm cặp lá, nhưng mà mình chỉ nói là bốn cặp lá thôi. Ví dụ như cái em này này thì mình thấy nó hư thì mình có thể mình rút đi. Bản lá nó rộng nên là đấy, các bạn thấy đấy, bản lá rất là đẹp này, 5 đến 6 cm luôn này. À, độ dài xem nào, dài cũng là 20 cm này, đó, rất là đẹp. Ai mà có nhu cầu mà sưu tầm về cái hàng rừng lá mít mà để chơi Tết nhé thì liên hệ với mình nhé, số điện thoại mình để trên màn hình. Thì các bạn mà nên gọi cho mình lúc đấy mà không liên lạc được thì có thể là lúc đấy mình đang tư vấn cho khách hàng. Thì chúng ta có thể sang bên Zalo, chúng ta trao đổi thông tin nó sẽ dễ dàng hơn nhé. Hàng rất là đẹp. Số lượng không có nhiều nhá. Mọi lần thì đợt trước mình bán là một giò này là 400. 400. Nhưng mà bây giờ mình nhập được hàng rất là nhiều và giá nó sẽ khác đi thì mình sẽ ưu ái cho các bạn, cái giá nó sẽ mềm mại hơn để cho mọi người có nhiều cơ hội, mọi người sưu tầm những giò lan đón Tết. Đó. Nhìn rất là đẹp. Một cặp lá này, hai này, ba này, bốn này, năm này. Trời ơi, thiệt thòi cho mình quá, mình toàn nói là bốn cặp lá trở lên mà đếm giò nào em nào cũng có 5 cặp hết này. Đây, bông của em này. Hai ngồng này. Đây là hàng rừng, màu là màu truyền thống nên bông của em là màu trắng tím. Màu trắng tím nhá. Rất là đẹp. Bản lá rộng xem nào. Cũng 5 cm này các bạn này. À. Đó. Rất là đẹp, nhìn rất là khỏe khoắn. Thử xem cái giò này xem nào.
Em này cũng vậy này, có hai ngọc này hai bên này, kế rất là sung. Đó, đây một ngọc này, hai ngọc này, một cặp lá, hai cặp lá, ba cặp lá, bốn cặp lá, bốn cặp lá rưỡi. Lá đẹp chưa các bạn? Em này em ăn đủ nắng nên vì vậy mà lá sẽ có màu xanh và màu vàng. Còn đâu nếu mà cái lá nào nó màu xanh đẫm ấy, xanh sẫm ấy thì là những em đấy là ăn nắng chưa đủ đâu nha. Vì các bạn về phải bổ sung cho các em ấy một ít nắng, tắm nắng đi cho da nó đẹp. Bản lá rộng nè, ôi trời, 5 cm. Ok, thì đây chỉ là một vài cái giò mà mình làm video để minh họa thôi, chứ thực tế ra bên mình có rất là nhiều. Đây nữa nè, một vài giò. Rồi bây giờ công việc của mình đó chính là đóng hàng và trả đơn cho khách. Thì thời gian vừa rồi mình có đóng hàng vận chuyển, nếu mà có điều gì sơ suất đấy thì xin mọi người hãy góp ý giúp mình để mình tham khảo, và mình sẽ lắng nghe và sửa lần sau đóng hàng sẽ chất lượng hơn. Trong lúc làm video có điều gì mà không đúng thì mong các bạn góp ý nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ kênh của mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.